Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học ôn kiến thức nền trên phần mềm phi lợi nhuận Phần mềm hình thức trách nghiệm chấm viên là phần mềm phi lợi nhuận Các bạn tham gia hội thi Thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế Và các bạn tham gia dự thi tuyển viên chức ngành y tế Các bạn có nhu cầu hãy kết nối zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang Theo số điện thoại 0912595654 bốn hoặc ba để được hướng dẫn sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng à, các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiến thức chung trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên thông qua các bạn học cái tài liệu luật bảo hiểm y tế và các nghị định thông tư liên quan đến luật bảo hiểm y tế à các bạn thấy rằng luật bảo hiểm y tế và các nghị định thông tư liên quan đến luật bảo hiểm y tế này nó rất dài và có rất nhiều thông tư hướng dẫn à, vì vậy trên phần mềm các bạn vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa à, học à, cái tóm tắt à, rất ngắn gọn ở trên phần mềm à, các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn trình duyệt nào cũng được à, các bạn gõ cái địa chỉ hiện tại cái thanh địa chỉ là http gõ đúng cái địa chỉ phải cái cụm từ đầu tiên là http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trách nhiệm chấm sau đó các bạn ấn enter thì xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng à, khi mà không xuất hiện cái giao diện đúng như trên màn hình các bạn đang quan sát là các bạn gõ nhầm à, tên hoặc là gõ à, sót thiếu cái cụm từ http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo trình duyệt nó bảo mật nó sẽ không cho xuất hiện cái giao diện như thế này thì các bạn xử lý như thế nào các bạn xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính của các bạn sau đó các bạn sắt đau windows các bạn tắt nguồn điện máy tính sau đó các bạn lại bật nguồn điện máy tính lên các bạn khởi động lại máy tính và các bạn khởi động trình duyệt các bạn gõ đúng cái địa chỉ là http hai chấm gạch chéo hình thức trách nhiệm chấm viên là nó sẽ xuất hiện lại đúng cái giao diện như thế này Đấy Bây giờ trình duyệt nó bảo mật rất cao rồi Cho nên các bạn phải có à, Gọi đúng thì nó mới xuất hiện Mà gọi sai thì Thẩm quyền nó biết là các bạn à, Chưa có thẩm quyền để đăng nhập chẳng hạn Thì nó không xuất hiện đúng cái màn hình này à, Các bạn di chuyển con trỏ Từ trên xuống dưới Các bạn thấy là đối với các bạn à, Học câu hỏi trắc nghiệm kiến thức nền trên phần mềm để tham gia hội thi thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế tại mục số 6 này. Các bạn ôn tập dự tuyển viên chức thì các bạn chọn mục số 7 để con trỏ đúng cái mục các bạn cần và các bạn có cái danh mật khẩu thì mới đăng nhập được. À thí dụ các bạn cần mục nào đó thì các bạn để con trỏ tại đó các bạn nhấn nút trái một lần. Sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu. Khi các bạn có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật. Vì sao lại bí mật? vì người khác biết được đăng nhập phần mềm nó sẽ xung đột với các bạn các bạn không đăng nhập được. Vì vậy các bạn phải bí mật à, cái mật khẩu là vì như vậy để tránh xung đột với các bạn. Sau khi vào phần mềm các bạn thấy trong phần mềm của thầy à, có rất nhiều tài liệu cho các bạn học. Các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi, các bạn học để có có kiến thức khi trúng tuyển các bạn làm việc tốt hơn. À, đó là hai cái mục đích để các bạn ôn tập kiến thức trên phần mềm của thầy các bạn thấy rất nhiều các bạn chỉ chọn những cái tài liệu các bạn cần thôi các bạn có thời gian thì các bạn chọn thêm các tài liệu khác để các bạn ôn tập thí dụ các bạn chọn cái tài liệu hôm nay tôi giới thiệu với các bạn là câu hỏi trắc nghiệm cho luật bảo hiểm y tế và các nghị định thông tư liên quan đến luật bảo hiểm y tế các bạn để con trỏ tại cái mục các bạn cần nhấn nút trái chuột một lần sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thực hiện đề thi các bạn thực hiện kiểm tra cuối cùng chẳng hạn nhấn nút trái sau đó các bạn à, à, thấy Start và bắt đầu Các bạn nhấn vào Start Học lần đầu tiên thì các bạn chưa cần phải làm bài Thì các bạn kích chuột ngay vào chữ Finish Ở góc tay trái màn hình này Finish là hoàn thành Và các bạn thi thử Thì các bạn cũng được chọn Finish khi muốn nộp bài sớm Finish là hoàn thành à, Các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới Để các bạn thấy chữ nộp bài kết thúc Các bạn nhấn vào nộp bài kết thúc Các bạn nhấn nộp bài kết thúc Để phần mềm hướng dẫn các bạn học như thế nào thì các bạn sẽ đọc nội dung câu hỏi, nội dung từng phương án, phương án đúng là có nội dung đúng như trong tài liệu, phương án sai là có nội dung đó không đúng như trong tài liệu và có thể nội dung đó không có trong tài liệu. À, đối với luật bảo hiểm y tế và các thông tư, nghị định hướng dẫn nó rất là nhiều. Vì vậy mỗi một câu hỏi à, học ở trên phần mềm thì các bạn cần phải học cái kiến thức tóm tắt ở trên nền vàng này nữa này. Nó sẽ ngắn gọn, nó tiết kiệm thời gian cho các bạn. Thầy đã up các cái tóm tắt lên trên này. Nó tương đồng với, tương tự với nội dung câu hỏi ở phần này. Thì các bạn học một câu hỏi thì các bạn sẽ làm được hàng loạt câu hỏi cho các nội dung tóm tắt ở trên phần mềm này. Tôi sẽ minh họa cái phương pháp đó. Học theo phương pháp tư duy, hiểu nội dung. Rồi các bạn kỳ thi chính thức diễn ra ra đề câu gì các bạn cũng làm được đô mới là phương pháp học tốt nhất. À, kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo thấy rằng những sinh viên nào học theo phương pháp hiểu bài à, có có năng lực tư duy, năng lực ứng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn thì vượt qua kỳ thi điểm rất là tốt và ra trường làm việc cũng rất là tốt. Đó. À, còn học tránh trường hợp học thuộc, học việt và cũng không thể học thuộc được vì thi trắc nghiệm nó phơi bày hết lên trên màn hình rồi. Các bạn chỉ cần học ôn tập thật kỹ, tránh trường hợp học lướt À, học đại khái mà chúng ta phải soi kỹ từng từ trong nội dung phương án trong các, các câu trong luật để các bạn hiểu nội dung vì nó thay đổi một từ là nội dung nó khác nhau rồi à, vì vậy các bạn phải học kỹ phải làm được câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên vì kỳ thi mà hội thi cũng phải phân loại được mà cả tuyển viên chức y tế cũng phân loại vì vậy các bạn phải làm được câu hỏi mang tính chất phân loại học viên thì các bạn phải đọc soi kỹ từng từ từng phương án một đó thì cái kinh nghiệm những sinh viên học mà soi kỹ như vậy là làm bài rất tốt tránh trường hợp học lướt vì mình đang học ở nhà mình có thời gian mà để mình nạp dữ liệu vào bóc sau đó rồi có kiến thức trong bóc rồi với tư duy được các bạn là sinh viên trường y có một năng lực tư duy rất tốt vì các bạn có kiến thức nền học phổ thông là những học sinh giỏi học sinh xuất sắc thì mới thi đậu vào trường y được thì đã có năng lực tư duy rất tốt đấy cho nên à, đối với các luật thông tư nghị định các bạn nắm được phương pháp tư duy tin chắc rằng là các bạn làm bài rất tốt vì bản thân các bạn là những sinh viên ưu tú những sinh viên học rất giỏi với vào trường y được à, và các bạn có năng lực tư duy rất là tốt đó thì giới thiệu với các bạn như vậy thì các bạn đã, à, quên với cái phương pháp học à, thầy giáo giải giới thiệu À, trên phần mềm thì như vậy để tiết kiệm thời gian cho các bạn thì tóm tắt ở trên cái nền này à, nền vàng để các bạn đọc tôi sẽ minh họa cái phương pháp đó thông qua một loạt các câu hỏi trắc nghiệm để các bạn nắm các bạn hình thành cái phương pháp học trên phần mềm của thầy và hình thành cái năng lực tư duy năng lực ứng dụng kiến thức thực tiễn rồi các bạn áp dụng vào kỳ thi à, sau khi các bạn có kiến thức nền tốt rồi thì kỳ thi là các bạn sẽ làm tốt thí dụ các bạn đọc câu hỏi này À, hành vi nào không bị cấm trong luật bảo hiểm y tế thì phương án A, phương án B, phương án C, phương án D thì ở đây có bốn phương án thì phương pháp tư duy cho loại câu hỏi này là các bạn phải tìm ra được ba hành vi bị cấm trong luật bảo hiểm y tế à, sau đó các bạn trừ ba cái hành vi bị cấm ra thì còn một hành vi trong phương án nào đó là sẽ không bị cấm đó. Thì phương pháp tư duy loại câu hỏi này như vậy. Đáp án đúng trên nền vàng ở đây là G-Connect Answer is đóng bảo hiểm y tế cho người dân là hành vi không bị cấm. Đó. Thế thì các bạn đọc này, các bạn soi vào uh, lý thuyết tóm tắt ở trên nền vàng này thì căn cứ được vào đâu để giải quyết câu hỏi này? Là căn cứ vào nội dung lý thuyết được tóm tắt ở trên nền vàng này. Thì các bạn không cần phải tra cái luật bảo hiểm y tế nữa vì nó rất dài. Thì như vậy ở đây câu hỏi chung cho cái cho à, loại câu hỏi này là những hành vi à, bị những hành vi nào bị cấm trong luật bảo hiểm y tế? Thì trả lời căn cứ vào đâu để giải quyết những hành vi nào bị cấm trong luật bảo hiểm y tế? Thì trả lời là các hành vi bị cấm trong luật bảo hiểm y tế là căn cứ điều 11 luật bảo hiểm y tế. À, hành vi có 6 hành vi này là bị cấm này các bạn soi vào 6 hành vi hành vi thứ nhất là không đóng hoặc đóng bảo hiểm y tế không đầy đủ theo quy định của luật này hành vi thứ hai là gian lận giả mạo hồ sơ thẻ bảo hiểm y tế hành vi thứ ba là sử dụng tiền đóng bảo hiểm y tế quỹ bảo hiểm y tế sai mục đích hành vi thứ tư là cản trở gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế và của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế. Hành vi thứ năm là cố ý báo cáo sai sự thật, cung cấp sai sự thật thông tin, số liệu về bảo hiểm y tế. Hành vi thứ sáu là lợi dụng chức vụ quyền hạn, chuyên môn nghiệp vụ để làm trái với quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Riêng hành vi thứ sáu các bạn phải chú ý chữ đầu tiên là lợi dụng chức vụ quyền hạn. Nghĩa là người có chức vụ này, người không có chức vụ thì là lạm dụng quyền hạn tức là là à, công chức được phân công đấy hay là viên chức được phân công cái nhiệm vụ đó à, còn phải chú ý cái lợi dụng nếu thay đổi cái từ lợi dụng bằng cái từ lạm dụng là nó cũng khác nhau rồi à, các bạn hiểu từ ngữ Việt Nam ở đây đúng văn bản là lợi dụng nếu thay bằng từ lạm dụng là nó là khác nhau đó các bạn phải chú ý cái cụm từ đầu tiên tại cái điều cấm à, thứ sáu là lợi dụng nhá chức vụ quyền hạn chuyên môn nghiệp vụ Để đó để làm trái với quy định của pháp luật bảo hiểm y tế. Như vậy tóm tắt lý thuyết ở đây là trên nền vàng cho các bạn ôn tập luôn để làm một loạt câu hỏi trắc nghiệm hỏi về hành vi bị cấm trong luật bảo hiểm y tế, rồi hành vi không bị cấm trong luật bảo hiểm y tế. Như vậy các bạn học một câu hỏi và tóm tắt lý thuyết ở trên đây thì các bạn làm được hàng loạt câu hỏi trắc nghiệm về cái dạng thứ nhất là hành vi bị cấm ở trong luật bảo hiểm y tế dạng thứ hai là hành vi không bị cấm trong bảo hiểm y tế căn cứ vào sáu cái khoản này đó các bạn học một biết 10 này à, các bạn phải tìm ra ba phương án thì các bạn soi vào đây thì các bạn thấy phương án a phương án c và phương án d là ba hành vi bị cấm trong luật bảo hiểm y tế suy ra phương án còn lại là phương án c đóng bảo hiểm y tế cho người dân là một hành vi không bị cấm trong luật bảo hiểm y tế. Như vậy, chúng ta tìm ra ba phương án là bị cấm à, nghiêm cấm trong luật bảo hiểm y tế, phương án còn lại không bị cấm. Các bạn giữ nguyên à, hoặc thay đổi ba phương án là các hành vi bị cấm trong luật bảo hiểm y tế. Trong một trong sáu hành vi này, để chúng ta có một câu hỏi mới. Đó. hoặc là chúng ta giữ nguyên ba phương án là hành vi bị cấm thay đổi nội dung một phương án không bị cấm thì các bạn sẽ được một câu hỏi mới cứ làm như vậy các bạn thấy được hàng loạt câu hỏi trắc nghiệm à, cho loại câu hỏi này vì thế các bạn chỉ cần học một câu các bạn biết được nhiều câu đó à, theo dùng phương pháp tư duy và nắm được sáu cái hành vi bị cấm này thì các bạn sẽ làm được hàng loạt câu hỏi trắc nghiệm cho cái dạng này đó. tôi minh họa với các bạn có tuyệt vời này các bạn xong một câu À, tôi giải thích một câu thì các bạn sẽ thấy là à, học theo phương pháp của thầy quá tuyệt vời luôn à, như vậy học một câu giải quyết được hàng loạt câu và luật bảo hiểm y tế nó rất là dài à, căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này thì có à, trích ra ở trên cái nền vàng này à, đấy các bạn thấy tuyệt vời không này quá tuyệt vời à, sau đây tôi giới thiệu minh họa à, cho cái câu hỏi khác thí dụ là người lao động à, do ai đóng bảo hiểm y tế thì đây là một loại câu hỏi là người lao động do ai đóng bảo hiểm y tế phương án a do người sử dụng lao động đóng phương án b do người sử dụng lao động đóng và người lao động đóng phương án c do người lao động đóng phương án d do quỹ bảo hiểm y tế đóng thì để giải quyết câu hỏi này căn cứ vào cái đâu để giải quyết thì các bạn lại cũng đọc trên nền vàng này câu hỏi ở đây là trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế của các đối tượng được quy định như thế nào thì để các bạn để ý là theo luật bảo hiểm y tế trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế à, các đối tượng chia thành 5 nhóm à, thầy giáo tóm tắt trên nền vàng này để các bạn thấy nhóm 1 là người lao động à, do người sử dụng lao động và người lao động đóng nhóm 2 là người hưởng lương hưu trợ cấp xã hội do quỹ bảo hiểm y tế đóng à, nhóm thứ hai các bạn chú ý người hưởng lương hưu À, người trợ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thì do quỹ bảo hiểm y tế đóng nhóm thứ ba là người thuộc đối tượng à, được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ à, mức bảo hiểm y tế thì là do ngân sách nhà nước đóng nhóm thứ tư là người thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế thì do người tham gia bảo hiểm y tế đóng và ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng nhóm thứ năm là người thuộc nhóm đối tượng phải tự đóng toàn bộ mức bảo hiểm y tế như vậy căn cứ vào năm nhóm này các bạn soi lên đây thì ở đây hỏi là người lao động à, do ai đóng bảo hiểm y tế thì trong chỉ được lựa chọn trong một trong bốn phương án này thôi tức là đây là lựa chọn mà cho các bạn một cái một cái khu vực chỉ được chọn trong khu vực này thì phương án nào đúng nhất các bạn chọn. thí dụ do người sử dụng lao động đóng thì cũng là là đúng nhưng chưa đầy đủ à, do người lao động đóng cũng đúng nhưng chưa đầy đủ còn ở đây là do quỹ bảo hiểm à, y tế đóng thì nó không à, không đúng với à, nội dung câu hỏi à, như vậy phương án b do người sử dụng lao động và người lao động đóng là đầy đủ nhất à, đúng nhất thì chúng ta chọn phương án B trong bốn phương án này phương án B đúng và đầy đủ nhất thì chúng ta chọn phương án B đó các bạn có năng lực tư duy rồi này và các bạn tóm tắt ở trên cái nền này các bạn đọc rất là nhanh để các bạn có một cái trí óc tuyệt vời của các sinh viên ngành nghi thì sau khi các bạn ra trường thì thầy tin rằng với năm nhóm này các bạn chỉ không đến một giây là các bạn thuộc thôi là các bạn nhớ được năm nhóm này thôi các bạn có trí nhớ rất tốt rồi đây là trí nhớ các bạn nhóm À, là các bạn tuyệt vời luôn. À, các bạn có thể tiếp tục câu hỏi tiếp theo, chẳng hạn ở đây người lao động nào không có trách nhiệm tham gia à, bảo hiểm y tế? thì đây là một câu hỏi mà nó khá là hấp dẫn, thì được giải thích trên nền vàng rất dài. Các bạn đọc hoàn toàn tương tự, à, thì các bạn phải tìm ra ba phương án là có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế, rồi các bạn dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại không phải là trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế. Đối với dùng phương pháp loại trừ, đối với ngành y, các bạn đã tư duy rất quen thuộc với phương án này rồi. À, các bạn loại trừ mà nó không phải A, không phải B, không phải C thì nó là phải phải phải, phải D. Đó. Tức là không à, nó là phải A, phải B, phải C thì à, còn lại chính là không phải. Đó. Đối với tư duy các bạn quá tuyệt vời thì các bạn thấy à, các bạn tư duy phương án còn lại ở đây G Connect answer là người làm việc theo mùa, mùa vụ có thời gian làm việc à, dưới 3 tháng. Đó. À, như vậy là người làm việc theo mùa vụ à, có thời hạn có thời gian làm việc dưới 3 tháng à, thì là nội dung trả lời cho câu hỏi này là không có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế. Đó, các bạn tư duy như vậy. Các bạn sẽ là di chuyển từ trên xuống dưới để tiếp tục làm hàng loạt câu hỏi trắc nghiệm tương tự như vậy để các bạn thấy trên nền vàng đã có tóm tắt nội dung uh, trong cái thông tư luật uh, đã đưa ra cho các bạn. Đấy. Thí dụ như các bạn đọc uh, nội dung câu hỏi, thì nội dung phương án. Đấy. Thí dụ các bạn đọc uh, ở đây câu hỏi là đối tượng nào căn cứ uh, đối tượng nào căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là mức tối thiểu thì tóm tắt ở trên cái nền vàng này như trên tôi đã giới thiệu với các bạn là người có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm y tế dựa trên cơ sở nào? Đó, thì câu hỏi đây các bạn để ý trả lời là căn cứ đóng bảo hiểm y tế là tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp. À, cụ thể là theo điều 14 luật bảo hiểm y tế. Và thầy đã tóm tắt cái nội dung điều 14 lên đây. À, thì các bạn đọc khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 thì các bạn sẽ thấy à, xoay vào đây để các bạn làm hàng loạt câu hỏi trắc nghiệm cho mức tối thiểu bảo hiểm y tế đây thì phương án đúng ở đây là người thuộc hộ họ, à, họ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và à, diêm nghiệp đó thì các bạn thấy ở đây thì ở đây các bạn căn cứ vào các đối tượng ở đây để các bạn soi xoay vào đây để các bạn tìm ra phương án trả lời. Đó, giới thiệu với các bạn như vậy để các bạn sẽ tìm nội dung ở trong à, cái câu hỏi trên nền vàng à, vì nó dài cho nên thầy sẽ tóm tắt thôi. đó các bạn thấy có những câu hỏi rất dài đây, nội dung phương án rất dài. À, thì các bạn xoay vào lý tóm tắt lý thuyết ở trên nền vàng này để các bạn đọc à, và các bạn nạp dữ liệu cái phần tóm tắt lý thuyết này vào để các bạn nóng để để các bạn nóng. À, À, ví dụ như các bạn đọc ở đây là đối tượng có thu nhập cao thì mức đóng bảo hiểm y tế được tính như thế nào? Thì câu hỏi ở đây để giải quyết câu hỏi này là đối tượng có thu nhập cao thì mức đóng bảo hiểm được tính như thế nào? Thì trả lời cho các bạn nắm là mức tiền công tiền lương tối đa để tính mức đóng bảo hiểm y tế gấp 20 lần, mức tối thiểu căn cứ điều 14 của luật bảo hiểm y tế. Đó thì các bạn chọn sôi vào đây các bạn chọn được phương án đó là à, mức tiền công tiền lương tối đa để tính mức đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương tối thiểu đó. Như vậy là phương pháp học đối với cái luật bảo hiểm y tế và các thông tư nghị định liên quan thì các bạn học theo phương pháp tôi vừa trình bày với các bạn ở trên phần mềm. À, đặc biệt các bạn phải nạp dữ liệu vào bỏ các bạn à, những cái tóm tắt lý thuyết trên nền vàng này rồi các bạn áp dụng vào đây để giải quyết một câu hỏi minh họa à, cho cái cái tóm tắt này đó thì nó sẽ ngắn gọn và các bạn sẽ tiết kiệm một thời gian à, các bạn muốn học lại cái mục này hoặc là học tiếp các mục khác các bạn kích chuột vào chữ một la mã này thì nó quay lui lại để bảo mật cái mật khẩu của mình và kết thúc phiên làm việc với phần mềm các bạn làm thế nào các bạn kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình của cái hình người này các bạn nhấn nó trái, xuất hiện chữ thoát, à, bạn nhấn nó trái và chữ thoát để thoát ra khỏi phần mềm. Như vậy quy trình sử dụng máy tính liên liên tục làm ba bước, ra khỏi cũng thực hiện ba bước. Bước bước đầu tiên các bạn thoát ra khỏi phần mềm à, ứng dụng. Bước hai các bạn shut down window, bước ba tắt nguồn điện máy tính để eh, các bạn sử dụng máy tính nó bền máy tính và phòng chống cháy nổ à, vì khi không làm việc nữa nên thực hiện tắt điện máy tính để an toàn à, vì các bạn thấy rằng là gần như nó không xảy ra nhưng mà nếu nó xảy ra nổ máy tính thì sao rất nguy hiểm vì vậy các bạn nên thực hiện quy trình 3 bước thoát ra khỏi phần mềm ứng dụng shut down Windows tắt nguồn điện máy tính à, để bảo mật cái mật khẩu của mình như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong phương pháp học ôn kiến thức nền trên phần mềm hình thức trách nghiệm vn à, các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký trên kênh của thầy là youtube thì hãy chạm tay vào nút đăng ký để nhận được video bài giảng mới sớm nhất và có video bài giảng các bạn nhận được sớm nhất đồng thời xem video bài giảng theo từng mục chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn